Vậy là một mùa Tết Trung Thu nữa lại đến. Hôm nay mình dùng màu nước. Màu nước này các bạn, để mình vẽ một bức tranh và xin cầu chúc tất cả mọi người sẽ có một mùa Tết Trung Thu đoàn viên ấm áp và nhiều may mắn. Mọi người hãy xem bức tranh hôm nay mình vẽ là gì nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào vẽ tranh thôi.